với thuyết âm dương ngoại thì theo tôi là 100 năm nữa, một thế kỷ nữa hay hai thế kỷ nữa thì âm dương ngũ hành và đặc biệt là ngũ hành cũng chỉ có năm hành thôi và không bao giờ có hành thứ sáu. Tại sao tôi nói vậy? Chào các anh chị em, thì buổi học của chúng ta hôm nay là về thuyết ngũ hành, mà như tôi có nói là khởi nguồn âm dương và gọi là phát triển lên thì nó chính là ngũ hành. Và ngũ hành này có bắt đầu là một gốc từ âm dương nhưng không phải là một lý thuyết độc lập như là một số những cái sách viết ra. Và tại sao là tôi nói như vậy, và đồng thời nó có một cái lý ý là trong các cái hành nó bao trùm lên cái thế giới vật chất của người Đông Phương thì nó chỉ có ngũ hành và nó không có hành thứ sáu, không có lục hành hay thất hành hay bát hành. Nó không phải giống như là bảng tuần hoàn của ông Mendeleev. Ví dụ như là ở thế kỷ thứ 19 chúng ta tìm ra được gọi là 100 nguyên tố. Thế kỷ thứ 20 người ta có thể tìm ra được thêm 10 hoặc 15 nguyên tố. Sang thế kỷ thứ 21 bằng tiến bộ của khoa học, bằng những cái sự du hành vũ trụ, người ta rất có thể là người ta tìm ra được thêm vài nguyên tố nữa. Nhưng với thuyết âm dương ngũ hành thì theo tôi là 100 năm nữa, một thế kỷ nữa hay hai thế kỷ nữa thì âm dương ngũ hành và đặc biệt là ngũ hành cũng chỉ có năm hành thôi và không bao giờ có hành thứ sáu. Tại sao tôi nói vậy? Thì khởi nguồn là lý thuyết là âm dương. Các dạng vật chất mà nói thì nó rất là bao trùm đến vũ trụ, nhưng mà quy đàm lại nó chỉ có năm hành thôi. Tại sao lại vậy? Ví dụ như là một cái ông mà nguyên tố mang hành A chẳng hạn xuất hiện, thì theo âm dương đối đãi bao giờ nó cũng sinh ra ông B chẳng hạn, là nó sẽ khác ông A. Ông B thì có thể là sinh ra ông A hoặc ông B có quan hệ là sinh hoặc khác với cả ông A. Thì giả vờ đây là ông A là sinh ông B, hoặc là ông A và ông B là sinh nhau và yêu nhau, quan hệ là yêu nhau. Thì với cái đối đãi của cái thế giới nhị nguyên ấy thì bao giờ yêu cũng phải xuất khác, khác yêu tức là ông ghét. Hay theo lý thuyết âm dương hành gọi là khác định, A C là khác nhau. Thì với thế giới nhị nguyên thì bao giờ người ta cũng lại phải hỏi xem là A với B là thằng nào khác thằng nào yêu thằng nào ghét thằng nào. Xin lỗi, là A yêu B hay B yêu A? Đấy, thì lập tức nó sẽ xuất hiện một thằng D là xác định là ví dụ như là ông A này là yêu ông B và ông D này là yêu ông A. Thì để phân biệt ra là cùng là quan hệ là yêu nhau nhưng mà thằng nào yêu thằng nào, yêu thằng này yêu thằng này và thằng này yêu thằng này, nó có chiều hướng tên. Đấy, cũng trong một cái quan hệ là tìm hiểu về khác nhau ghét nhau thì luôn luôn là phải có thế giới nhị nguyên bao giờ nó phân biệt ra ông là E chẳng hạn. E và C này cũng là ở trạng thái ghét A, nhưng mà thằng C nó ghét hơn, và thằng A này nó lại ghét thằng E, thì là phân biệt giữa ông C và ông A, chứ không phải là cứ ghét là chung chung ghét vào một giỏ. Thành ra là luôn luôn là trong một cấu trúc vũ trụ, vũ trụ gọi là các cái hành bao giờ nó chỉ xuất hiện năm hành thôi. Và bây giờ giả sử là xuất hiện một ông F, cũng cứ cho là một hành thứ 6 đi, thì chúng ta cũng lại quy nạp để chúng ta xem xét theo là ông F này so sánh với ông A như thế nào. Giả sử ông F mà quan hệ là yêu ông A này, thì cũng lại xét xem là ông F này là được ông A yêu. Nếu mà ông A yêu thì nhốt vào giỏ B, còn nếu mà là yêu ông A này thì lại nhốt vào giỏ D. Hoặc là ông F này mà quan hệ là ghét ông A này, thì hỏi rằng ông F ghét ông A nhiều hơn hay là A ghét F nhiều hơn, thì lại cũng chui vào một trong những cái giỏ như này thôi. Thế có ông bảo là bây giờ thằng F là nhỡ nó chả yêu thằng A, nó chả ghét thằng A thì sao? Thì đấy, thì nó chính là thằng A, chính là gọi là chính là từ A mà nhỉ. Thì nói tóm lại là bản thể vũ trụ nó cũng chỉ quy nạp vào năm cái dạng vật chất yếu tố thôi.
và các cụ nhà ta thì lại cứ đặt tên là gọi là kim mộc thủy hỏa thổ cho các cái hạn. Ví dụ ông A là hành thổ, ông A là hành thổ chẳng hạn, sẽ có những cái hành mà nó không nó sinh cho ông A. Đấy, ví dụ như là ông D sẽ là sinh cho ông A thì ông D sẽ là hành hỏa, hỏa sinh thổ, hoặc là thổ sinh cho ông B thì là ông B chính là hành kim. Đấy, hoặc là cái gì mà khắc được thổ thì nó chính là mộc, khắc được thổ. Còn cái gì mà bị thổ khắc thì đấy là gì? Đấy là thủy. Tóm lại là các cái dạng vật chất trong vũ trụ này nó sẽ chỉ quy nạp vào năm cái hành thôi, và nó không có hành thứ sáu. Và bản thân thân là cái âm dương ngũ hành, nó bao trùm lên và nó chi phối lên vũ trụ. Thành ra có những cái câu chuyện nó đi vào những cái truyền thuyết rất là đặc sắc trong văn hóa của người phương Đông, đó là câu chuyện Tây Du Ký. Thì ông thần thông ông Tôn Ngộ Không ấy, chúng ta biết là nhân vật rất là thần thông quảng đại. Ông ấy lên thiên đình, ông náo loạn thiên cung, gọi là ông ấy xuống dưới âm ti địa phủ thì ông gọi là xóa sổ thiên tử, tức là ông ấy, từ trên xuống dưới là ông ấy gọi là không coi ai là gì. Nhưng mà khi mà gặp Phật Tổ Như Lai, khi mà gặp cái bàn tay của ông Phật Tổ Như Lai, ông ấy gọi là biến thành hóa thành trà núi ngũ hành, thì lập tức là thần thông quảng đại đến đâu thì cũng bị khuất phục. Để nói đây là một điều gì, là cái âm dương ngũ hành là một cái lý thuyết là nó bao trùm lên vũ trụ và nó chi phối cái vũ trụ này, và không gì có thể thoát khỏi cái vòng gọi là âm dương ngũ hành. Và bản thân chúng ta là những cái sinh vật mà kiểm soát thế giới là con người, thì hai bàn tay chúng ta là năm ngón, tay trái năm ngón, tay phải năm ngón, biểu tượng cho là ngũ hành dương và ngũ hành âm. Và chính bàn tay con người chúng ta đang là những cái sinh vật mà chúng ta thống nhất thế giới, chúng ta chi phối cái thế giới này, chúng ta xây dựng nên thế giới này. Và theo tôi, nếu mà mấy trăm năm nữa mà có đến sinh vật, mấy nghìn năm nữa mà có xuất hiện những cái loài và sinh vật mà thống trị chi phối cái vũ trụ này, thế giới này, thì chắc chắn là sẽ xuất hiện những cái yếu tố mà âm dương ngũ hành, và đều là những sinh vật mà có hai bàn tay, và thường là sẽ chắc chắn là sẽ có năm ngón tay, không phải là có bàn tay mà lại có ngón sáu hay ngón bảy. Câu chuyện theo tôi là như vậy, thì nó cũng lý thuyết này cũng rất là thú vị. Thì cảm ơn.